Xin chào mọi người, video này mình sẽ nói về cách tùy chỉnh phiếu xuất hàng và in phiếu xuất hàng trên Bestseller nhé. Phiếu xuất hàng là một giấy tờ quan trọng trong quá trình nhập và đóng gói. Nhân viên kho hàng có thể xem thông tin chi tiết như số lượng và màu sắc về hàng hóa trong phiếu xuất hàng để nâng cao hiệu quả việc nhập hàng và đóng gói. Đầu tiên, các bạn cần tùy chỉnh phiếu xuất hàng. Chúng ta sẽ vào cài đặt, sau đó đến cài đặt in. Sau đó chúng ta sẽ chọn phiếu xuất hàng và cuối cùng là chỉnh sửa. Bạn có thể cài đặt loại mẫu, kích thước, bố cục hoặc sắp xếp thứ tự đơn hàng. Ngoài ra, chúng ta có thể phân loại sản phẩm, cũng như là thông tin công cộng và thông tin sản phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ in phiếu xuất hàng. Trong danh sách chờ in, chúng ta sẽ tích chọn đơn hàng và bấm chọn nút in hàng loạt. Sau đó sẽ in phiếu xuất hàng. Sau khi in thành công, có thể đánh dấu là đã in. Đơn hàng sẽ được thêm biểu tượng là đã in. Ngoài ra, bạn còn có thể lọc ra trạng thái in là chưa in phiếu xuất hàng để nhanh chóng lọc ra những đơn hàng cần in phiếu xuất hàng nha. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng bấm vào đây để liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng.